Chiều qua, sau nhiều ngày theo dõi, Công an tỉnh Tiền Giang đã triệt phá một trường gà quy mô lớn tại xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, thu giữ trên 200 triệu đồng tiền mặt. Tụ điểm đá gà này do Đỗ Hoàng Dũng, 44 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho và Nguyễn Hoàng Khải, 39 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đứng ra làm chủ và tổ chức. 27 đối tượng này đang sát phạt nhau, đã bị tạm giữ cùng 9 con gà đá, 27 điện thoại di động và 13 xe gắn máy. Các đối tượng chọn địa điểm đá gà là khu đất trống nằm sâu trong con hẻm rất khó vào, xung quanh có cây cối che quanh, phục vụ đầy đủ thức ăn nước uống cho các con bạc. Ngoài ra, Dũng và Khải còn thuê người giữ xe và người làm nhiệm vụ cảnh giới nghiêm ngặt để không cho người lạ mặt vào.